mọi người sẽ nghĩ nó hơi nhạy cảm, nhưng đối với Tú thì mình nghĩ mọi việc nó rất là đơn giản và rất là tích cực, giống như một người anh hỏi thăm mình thôi. Mình có sao mình trả lời vậy rồi. Chị muốn em chia sẻ gì? Thì em đã nói là em với Andre là bạn, tụi em là bạn với nhau 10 năm rồi, rất là lâu rồi. Thì cái tình bạn nó sẽ phải rất là đặc biệt hơn với nhiều người. Tại vì một cái quãng đường 10 năm rất là dài, nó không ngắn nhưng mà nó dài cho một cái tình bạn. Tụi em đã trải qua với nhau rất là nhiều những cái thăng trầm và cái hành trình trong nghề người mẫu của em. Và em cảm thấy em rất là quý bạn, bởi vì bạn lúc nào cũng tôn trọng em, cho em những cái quan điểm, cách nhìn nhận của bạn và động viên em. Đó là một cái tình bạn mà em nghĩ là rất là trân quý. Tụi em và Thiên Nga bình thường vẫn hỏi thăm sức khỏe của nhau, công việc của nhau. Như là bữa Nga có bị ấy thì em cũng có biết, em cũng hỏi bình thường thôi. Thật ra mọi người đang bị hơi bị nhạy cảm quá về cái việc giữa Nga và Andre có mối quan hệ gì không. Thật sự bản thân em không thể nào xác định được, đúng không? Chưa có ai trong cuộc xác định, thì người ở ngoài như em cũng không, em cũng sẽ giống như mọi người là có hay không, mình cũng chỉ nghe người ta nói thôi. Còn giữa em với Nga là em với Nga, còn giữa em với Andre là một cái chuyện đó, một cái mối quan hệ đó. Mọi người đều đã biết từ lâu rồi, là cái mối quan hệ của tụi em là bạn bè với nhau đã rất là lâu rồi. Thật sự mà trong tình yêu hả, em không có mẫu luôn mọi người, tin không? Em không có về một cái hình mẫu nào hoặc là cái mong muốn là phải cao, phải giàu, phải đẹp. Đối với em quan trọng là cái sự kết nối giữa trái tim với trái tim. Người đàn ông mà em mong muốn là phải có tâm và có tầm. Cái đó nó sẽ không thể nào đo bằng tiền hoặc là đo bằng địa vị được. Nó phải đo bằng nhiều cái thông số khác nhau mà mọi người sẽ có một cái thông số riêng. Thực sự là mọi người, nếu mà mọi người có tìm hiểu về nhạc underground nước ngoài á, họ rap những cái bằng tiếng Anh có những cái từ, nên tại vì mình dịch ra tiếng Việt thì nó nhạy cảm thôi. Có nhạy cảm hay không á là do tư duy của mọi người mà mình nhận định, đúng không? Có thể là mình thấy cái vấn đề này nó ok, nhưng mà đối với ở đây họ sẽ không thấy ok. Như Minh Tú thì Minh Tú nghe bên kia thì nghe tiếng Anh thì có những từ nó còn hơn như thế. Cho nên khi mình nghe tiếng Việt thì mình cũng cảm thấy nó bình thường. Ví dụ như là những cái câu họ dùng chữ để mà trick cái đó. Quan trọng là tư duy của mình nha. Nếu mà mình tư duy trong sáng thì mình nghe mình sẽ thấy trong sáng. Nhưng mà nếu tư duy của mình nó hơi nhạy cảm thì mình nghe mình sẽ thấy nhạy cảm. Cho nên là tùy theo tư duy của mọi người mà họ nghe cái câu đó họ liên tưởng đến cái gì. Tiếng Việt của mình phong phú mà. Và đầu tiên là Minh Tú phải thấy là bỏ anh đẹp, bỏ thật sự đẹp, body đẹp, gương mặt đẹp. Thứ hai là bạn ấy có một cái tinh thần làm việc rất là tập trung. Cái ngày quay MV á, là Minh Tú quay có một ngày thôi, anh đi quay tới 2 ngày nữa, mà để có một cái MV như vậy á, là quay rất là lâu, từ sáng cho đến sáng hôm sau luôn. Mà lúc nào mà cô ấy on set á, lúc nào cũng thấy rất là sẵn sàng và rất là thần thái rạng ngời. Nói chung là rất là ngưỡng mộ cái tinh thần làm việc đó. Chưa có lời dự án, chưa có gì hết.